vừa qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người không khỏi xót xa. Một người phụ nữ bán vé số ngồi phía sau xe tải trong khu công nghiệp ở thành phố Thủ Dầu 1 để tránh nắng đếm tiền thì bất ngờ xe tải chạy lùi, tông tử vong tại chỗ. Chiều ngày 21 tháng 5, Công an thành phố Thủ Dầu 1 Bình Dương thông tin đã khám nghiệm xong hiện trường để điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong liên quan đến xe tải trong cụm công nghiệp. Nạn nhân tử vong được xác định là bà N. T. L. sinh năm 1969 quê Hà Nội. Bà L. làm nghề bán vé số dạo và đang tạm trú tại phường Tân Hiệp, thị trấn Tân Uyên, Bình Dương. Theo tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, bà L. vào bán vé số ở cụm công nghiệp thuộc phường Phú Tân, thành phố Thủ dầu một, tỉnh Bình Dương. Tại đây, bà L. ngồi phía sau một xe tải biển số 61C 28478 để tránh nắng và đếm tiền. Đúng lúc này, xe tải sau khi bỏ hàng đã lùi ra ngoài đường. Do tài xế không quan sát, xe tải đã đụng trúng bà L. Phát hiện vụ việc, người dân đang làm việc tại đây hô hoán nhau chạy đến thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Được biết bà L cùng chồng làm nghề bán vé số dạo từ nhiều năm nay. Trước khi xảy ra vụ việc khoảng 1 giờ trước, hai vợ chồng bà vừa ăn cơm xong. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày thì luôn tiềm ẩn những tình huống bất ngờ, nguy hiểm và khó lường trước để hậu quả có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu với tất cả mọi người vì thế để đảm bảo an toàn cho bản thân và chính những người xung quanh một cá nhân chúng ta hãy nâng cao nhận thức và trách nhiệm để tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc